Rồi chúng ta tiếp tục đi trong hẻm số 4. Để quay lại cái chị này hỏi phải má của một chị tí chuột nó phải má của Minh Hùng không? Ủa chị biết cái nhà của chị tí đó không? Ủa chị đó phải má của Minh Hùng không? Ok gặp gặp à. Ok gặp chị hỏi okay. Anh đi vô nổi thăm bà chị. Dạ dạ rồi. Thấy con mình chỉ tinh tí chứ ai đâu có hẻm này. Dạ cảm ơn chị. Rồi rồi ừ hàng xóm này nhiệt tình quá. Anh vô đây cũng nhiều lần lắm rồi. Anh, em lên mạng này là em coi em gặp anh đó. Mạng gõ cầu kho là gặp anh đó. Ừ. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, xin lỗi phải chị tí má của Minh Hùng không? Mà phải tại có bà con ở nước ngoài á hỏi thăm chị à, cái chị Ngọc á, chị Ngọc mà tại không chị nói vậy thôi chứ không có rõ. Rồi đi hỏi thăm nãy giờ nhậu đi kiếm chị sẵn cho chị đó nhìn thấy hình chị xíu ha, để gửi để bà cho chị gọi là hỏi thăm. Rồi chị hỏi cho em cái thông tin đó để chị đó có liên lạc với chị á. Lâu mất liên lạc lâu lắm rồi. Có liên lạc lâu lắm rồi. Chị Dứng chị nhớ không? Chị Ngọc à, chị Ngọc chị nói là con của dì bán bánh 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 gì? Bánh tôm. Vô nhà chơi chị. Đó. Đó, đi chợ sẵn con ghé hỏi thăm quá cái đứa nào cũng lớn tuổi hết trơn, 60 tuổi người cũng... là cái chị Ngọc là 60 tuổi hả? Lớn hết trơn rồi, đứa nào cũng lớn rồi đó. Ngọc Trung lớn hết trơn. Tại hay vô hẻm này nè coi phim. Rồi cái chị đó nhờ sẵn đi kiếm dùm chị tí hỏi thăm luôn. À, chị tí là cô. Bữa hổm cũng quay thấy quay ngoài đường á. Dạ đi kiếm nhà của cái anh đó trong shop là nhiều lắm. Nhiều nhà lắm, trời quá trời bà con luôn á. Bên đúng hẻm hẻm 48 nè. Dạ. Ở trong chợ nhỏ nữa có nói chung là có 20 người có. Đi nước ngoài hết trơn. Dạ. Phóng vô cái người ta đi. Dạ. Mình nói lỡ mình không có tiền đi. Đó, nhà con ở gần bên Cô Bắc nè. À. Hay đi chợ đây nè. Rồi cái sẵn quay cái bà con thấy quá trời người quen gặp mừng quá trời mừng. Ai cũng quen nhớ con hổng quen quen mình tính hỏi mà không dám hỏi. Dạ. Yeah. Bữa quay phim đó trên đường đó. Dạ. Yeah. Nó bà con nhìn thấy mặt bà con đồ bán luôn rồi hỏi thăm quá trời đi gửi là hỏi thăm quá trời luôn. Rồi. Rồi. Bệnh cũng khỏe ha. Dạ khỏe. Ở đây dạ. Bệnh hoài tiểu đường đó, bệnh hoài mới nhập viện về mổ ruột, mổ gan. Cô bệnh tiểu đường hả? Đường, à, phải kiêng cử rồi nhiều lắm á. À, mẫu gan mới vô xong. Dạ. Mẫu ruột trường. Dạ. Phải kiêng cử dữ lắm. Ăn ăn gì cũng phải suy nghĩ. Ăn giờ ăn tàn đều quá chắc không. Đó mình đâu có ăn vậy giờ tàn cái gì nó bỏ gì đâu không mà ăn bệnh lên bệnh xuống lớn tuổi rồi bệnh hoài. Dạ. Đó hồi nãy đi ra đó không gặp định đi về rồi đó nhưng mà sẵn kệ có người tinh tí rồi cũng lại kiếm hỏi thăm biết đâu phải đúng người đó rồi không biết sao kêu đó kêu tí chuột đó đi hỏi thăm tí chuột đâu ai biết cái tên hồi xưa nhỏ hồi nhỏ mà giờ gặp người trẻ trẻ tao đâu biết mấy đứa này mới lớn lên nó cũng không biết lớn tuổi nó không biết cả. Dạ mình nói là cũng mấy chục năm rồi. Dạ dạ ở nhỏ cho lớn nhỏ tụi con nhỏ nó cũng ở đây đó giờ nó đi nước ngoài giải phóng vô với nó đi. Dạ. Mình đâu có đi được đâu. Dạ. Lúc đó nó cũng có đủ đi mà đi đủ được mà tiền đâu đi nó có. Dạ. Tiền nó đi gia đình nó có tiền cho đi. Dạ. Mình đâu có đi được đâu. Ủa vậy là cô Ngọc là người Hoa ha? Người Hoa luôn. À chị tên là tên tiếng Hoa Vinh Lê chắc là Dứng gì á. Ừ. Chị tên Dứng đúng không? Ừ. Dứng người Tàu mà. À, Dứng Lê.
Ta chờ chân dây là biết tàu đó ta. Dạ. Ở nhà cô cũng gọn rồi. Đó, nhìn cảnh thấy là thấy Tết tới mà khang trang sạch sẽ. Dạ. Dạ chắc gửi lời thăm xíu vậy rồi. Cảm ơn nha. Dạ gửi lời cho hỏi thăm cô Ngọc rồi chúc cô Tý nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ rồi thì rất là vui khi mà em gặp được cái chị Tý. À, một số hình ảnh ở chị Tý ở trái nè gửi đến chị Ngọc để chị Ngọc có dịp gặp người quen cũ nha. Đây chùa. Đó, chị đó rồi, cảm ơn. Dạ đúng rồi đó chị. Cảm ơn chị nè, chị đâu. Dạ, cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Rồi bây giờ mình đi về thôi. Cái video lần sau chắc thực hiện gọi là hỏi thăm tới anh chị Điệp bún bò. Giờ tưới là ra bông gì đó. Đây, chợ mấy ngày này cũng rất là đông á. Đây đường này cũng vô chợ luôn nè. Không biết nhà của anh Danh ở hẻm nào ta. Là hẻm đường Trần Hưng Đạo. Thẳng lên đây nè, lên đây lên Nguyễn Cảnh Trân. Rồi. Rồi đi đây mình lấy xe đây luôn. Ở đây là hẻm TK40. Mình có mua khăn gì không? Mình có mua khăn gì không? Này lên thẳng đó là đường Nguyễn Cảnh Trân luôn. Đây là TK28. Bên 28 bên 29, bên phải 28. Bên trái 29. Ngoài đó làm cái gì đó cũng nói là để lát con làm cho ba, để lát lần làm cho ba, lúc buổi không làm gì. Hồi về làm. Mà có chuyện gì đâu, xíu vậy. Ba ba làm bánh chưng, để con làm cho ba, để con làm cho ba, thôi vô ngủ luôn. Ở đâu, ba cũng mười một mấy. Ngồi điện thoại không luôn. Thì cũng có làm gì đâu. Rồi canh lửa. Nói giờ đuổi quạt đi chờ. Rồi đây là đường Nguyễn Cảnh Trân. Hướng này là mình đi về bến Trương Dương. Đây cái chợ nhỏ đó đằng kia. Rồi hướng này thì mình đi về Trần Hưng Đạo nữa. Còn một lần nữa cho bà con mình cùng xem lại cái đường Nguyễn Cảnh Trân.
ban ngày cho rõ hơn ha. Đây, cà phê cây mít thì vẫn chưa có nghỉ Tết, vẫn còn bán. Bây giờ thì chỗ này em nhớ chính xác rồi nè, nhà cảnh sát. Nhà cảnh sát bây giờ là cảnh sát thành phố, công an thành phố để làm chứng minh đồ đó, chứng minh đồ mất rồi mình vô đây họ làm lại cho mình. Rồi chắc em xin tạm dừng video tại đây ha, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Một lần nữa xin gửi đến chị Vinh Lê hình ảnh của chị Tý. Còn số thông tin liên lạc chắc em để bên phần mô tả để tiện việc chị có liên lạc thì liên lạc. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại. Nè đi sắp nè.